hòa chung khí thế sôi nổi của tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024. Tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam long trọng tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu. Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, lớp lớp thế hệ trẻ trong tập đoàn đã phát huy truyền thống của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng truyền thống quý báu kỷ luật đồng tâm của ngành, ra sức thi đua lao động sản xuất đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Nhân dịp này, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam tặng thưởng cho các tập thể cá nhân vì những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Tặng bằng khen kèm tiền thưởng 20 triệu đồng cho Đoàn Thanh niên Than khoáng sản Việt Nam và Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh. Tặng bằng khen cho 13 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Hội đồng thi đua khen thưởng Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Đoàn Than Quảng Ninh quyết định khen thưởng 60 tài năng trẻ có thành tích xuất sắc năm 2023 trong các lĩnh vực lao động sản xuất, lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học và văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.